Trở lại kênh UG868. Hôm nay mình làm video quay làm món dê xào sả ớt nhá. Đây là dê này, thái rồi này. Đây, ớt Đà Lạt thái này, ớt hiểm này, sả, hành. Rồi cho dầu ăn phi thơm lên. Đấy, thịt dê rất là ngon. Gia vị đây, mình cho xào này, xào này, rất là thơm. Cho thịt dê vào đảo. Mình thơm, mình xả. Rồi, mình cho gia vị nhá, cho tí hạt lên mình phải no. Cho tí hạt ngọt. Tí dầu hào. Dầu hào. Mình đã kỹ lên, đó, khăn. Rất là thơm. Rất là thơm ngon. Mình nắm là dê xào sả ớt. Nhưng mà ăn cay này thì cho ớt dầu. Thơm này, ớt Đà Lạt này, hành tây, thái húng cau, hành tây này. Mình được cái vào, ăn thơm ngon. Lúc về nhà hết rồi. Rất là lạc vào nha. Đến cổng đưa đồ ăn hay là buổi sáng? Còn buổi sáng nhá. Hành tây với rau. Rất là thơm ngon. Rồi, món dưa xà lan ở đây là đã xong, hoàn thành. Anh em mình nào ký kênh UG868 nhớ đăng ký theo dõi cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cho rau thơm và đảo kỹ này. Đó. Rau. Rồi, món dưa xào này, xào ớt đã kết thúc, đã hoàn thành. Anh em nào ký kênh UG868 nhấn nút đăng ký theo dõi chia sẻ giúp kênh cho mình nhá. Mình sẽ chia sẻ những video món ăn hàng ngày rất là thơm ngon. Rồi, xin chào tất cả các bạn.